cho đến khi nào nó có độ sệt đặc như thế này. Và pha phải hai một muỗng cà muỗng rưỡi cà phê bột nghệ để cho nó đặc, để mình ra lấy được được hai muỗng cà phê này cho vào để ướp lươn. Và luôn luôn nhớ ướp cái nghệ này trước đầu tiên vào cho lươn cho cô để chiết khử mùi, thứ hai tạo ra một màu vàng, sau khi chúng ta có cái sản phẩm nó phải ra được màu vàng ươm mới được nha các bạn, chứ chúng ta làm mà tái hay là màu sậm là không đạt yêu cầu. Cho cô đồ đũa. Ở đây cô sẽ cho vào đây hai muỗng cà phê bột nghệ và nhớ trộn cho đều, rồi chúng ta bắt đầu mới ướp gia vị nha. Vì cái bột nghệ này nó khử mùi tanh của lươn và thứ hai nó tạo ra màu vàng sau khi chúng ta sử dụng nó. Rồi các bạn trộn nó đều rồi thì các bạn mới bắt đầu mới ướp gia vị. Và luôn luôn ướp giùm cho cô vị gì đi trước? Vị ngọt. Vị ngọt đi trước nha các bạn. Lấy nghệ bột pha với nước nóng. Ở đây cô lấy nghệ bột pha với nước nóng rồi trộn đều. Và cà ri này các bạn cho cô khoảng 1/3 muỗng thôi, không cho nhiều. Nếu các bạn cho nhiều quá nó sẽ tạo ra vị hăng ha, và nó sẽ đậm màu. Do đó ở đây chúng ta cho 1/3 muỗng cà phê thôi. Sau đó các bạn ướp gia vị giùm cho cô ha. Ở đây chúng ta sẽ cho vào vị ngọt đi trước. Rồi các bạn cho cô 3 muỗng rưỡi cà phê. Khi mà cô nói cái này thì các bạn lấy, cô lấy cái muỗng này cô mong sử dụng cho các bạn hay quên. Do đó bây giờ cô phải nói là muỗng cà phê, nhớ nha. 3 muỗng rưỡi cà phê đường. Một muỗng cà phê bột ngọt. Chúng ta trộn cái anh này cho nó đều đến khi nào các bạn cảm thấy nó hơi ương ướt cái lươn rồi bắt đầu chúng ta mới cho cái muối cuối cùng. Vì nếu cho muối vào từ ban đầu lươn sẽ chảy nước hết và làm cho lươn chúng ta cứng ngay. Ở đây cô sẽ cho các gia vị đi kèm. Một muỗng cà phê hạt. Một muỗng cà phê tỏi. Một muỗng súp xả. Và một muỗng cà phê ớt. Rồi, sau đó chúng ta trộn hết cái phần này giùm cho cô. Tiếp theo, khi mà các bạn thấy cái phần này nó ướt ra rồi, thấm gia vị rồi và thơm rồi, chúng ta bắt đầu mới cho bột nêm và muối. Ở đây cô cho vào đây một muỗng cà phê bột nêm và 2/3 muỗng cà phê muối, không có quá tới một muỗng nha các bạn. Sau khi các bạn trộn cái này cho nó tan đều hết cái phần này rồi, chúng ta cuối cùng mới cho cái dầu màu điều vô cho cô. Vì nếu em cho từ ban đầu dầu màu điều á, cái dầu màu điều này nó sẽ phủ cái phần gia vị, nó sẽ phủ cái phần lươn, do đó nó sẽ không thấm gia vị. Do đó anh này phải thấm được gia vị hết rồi tới cuối cùng tôi mới cho cái phần dầu màu điều này. Và cách này các bạn sử dụng trong rất là nhiều cái, ví dụ như ớt xào lăng, cá đuối xào lăng, thì tất cả những cái gì các bạn muốn thay đổi nó để xào lăng nha các bạn. Đây là gọi là nhóm xào lăng. Rồi bây giờ sau đó cô sẽ dùng cái dầu màu điều này, các bạn cho cô vào đây với nửa ký lươn, chúng ta sẽ cho vào đây hai muỗng cà phê dầu màu điều. Rồi như vậy là được rồi đó. Chúng ta để ướp trong vòng khoảng 30 cho đến 45 phút và sau đó chúng ta sẽ đi xào cái phần này. Các bạn sẽ có cái phần lươn. Và cái nguyên liệu chúng ta cần đó là gì? Nước dừa hồi nãy các bạn cắt vắt ha. Với nửa cái lươn các bạn nấu cho cô khoảng 700 đến 800ml nước dừa, 10g nấm mèo khô, một lọn bún tàu và nửa củ hành tây. Được chưa? Cộng 50g đậu phộng và cái phần sữa béo cuối cùng. Rồi. Bây giờ tất cả sau khi chúng ta làm, các bạn ướp cái này cho cô để luôn đây.